Có nước nè. Chứ mùa này vô mùa khô rồi. Chỗ đường này là đường bà con người ta đi ruộng đi rẫy về nè, không có bò. Lưu cho đá trên á. Bà này phải dắt cái thang đi để chắc cơ giữ khô. Mình chỉ mót khoai từ này chỉ về chỉ nuôi cá ăn cũng được vậy, cái nào còn ăn ăn cũng được luôn á. Ừ. Khoai này đâu có sùng quá không ta? Nó nó thúi là nó thúi chứ nó đâu có sùng. Này ta chắc rôm. Nó có cái màn sương mù đó. Nó là khói đó, khói đốt đồng á. Hết văn ấy dưới. Có xe bò ta. Chiều ơi. Chắc 5 giờ 10. Tôi có đi lấy cát.
coi như là bà con đi hái rau đắng. Mặt trời nó chưa có xuống thấp lắm nên thử ra chỗ này quay không đẹp. Chứ bình thường ở chỗ này quay đẹp. Đây còn cặp bò ở đây nè. Nó sẽ bò không? The window. Tập chua nè nó. Người lứa hả? Có chiếc này chờ quay. Mùa này mùa hạn á, người ta dẫn bò đi lên núi, người ta thả cho nó ăn, cho ăn trên núi. Tại vì mùa này nhiều cái ruộng mà người ta không có trồng trọt á, rồi cỏ nó mọc và người ta thả nó. Mùa khô thì ta nuôi bò, nhiều người ta nuôi thả. Còn tới mùa mưa thì ta nuôi nhốt. Mùa mưa thì có ruộng đồng người ta làm lúa. Thì thả nó không được, thả nó ăn qua màu của người ta. Với cái mùa mưa thì cỏ nó nhiều, ta đi cắt cỏ về cho nó ăn. Còn cái mùa khô thì cỏ nó ít. Với ruộng đồng bỏ hoang cũng nhiều rồi. Cỏ nó mập quá rồi người ta dẫn bò xuống ta cho bò nó ăn.